Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ sửa đề thử sức học kỳ 1 toán lớp 8 lần thứ 12. Đề này tương tự đề các lần trước. Cấu trúc đề thi cũng gồm có tất cả là 5 câu. Trong đề này thì có hai câu liên quan tới toán thực tế, hai câu chấm điểm liên quan tới kỹ năng tính toán và một câu hình học phân loại điểm 10. Các em quan sát từng câu nhé. Câu thứ nhất, thực hiện phép tính. Đây là bài toán chia đa thức với đa thức. Với bài toán chia đa thức cho đa thức thì ta làm như thế nào? Vì đây là bài toán chia đa thức đơn giản nên ta có thể chia theo kỹ thuật là A cộng B trừ C, ta chia cho D. Thì ta lần lượt ta sẽ chia từng cái một. Ví dụ ta sẽ lấy anh chàng này là A, ta sẽ chia cho anh chàng này, rồi ta cộng cho anh chàng này, ta chia cho anh chàng này, rồi ta trừ anh chàng này, rồi ta chia cho D. Đó, ta có thể làm đơn giản như thế này. Sau đó khi làm toán chia thì ta chia hệ số với hệ số. Ví dụ 6 mà chia cho âm 1 phần 2, ta nhân nghịch đạo lên là âm 12. X chia X là hết. Y bình chia Y là Y. Tiếp tục 3 chia âm 1 phần 2, nhân nghịch đạo lên là âm 6. X bình chia X là X. Y bình chia Y là Y. Tiếp tục âm 1 phần 2, trên đây là 1. 1 chia âm 1 phần 2, để dấu trừ, vậy là dương 1, dương 2. X chia X là hết, Y chia Y là hết. Như vậy, kết quả cuối cùng là trừ 12Y trừ 6XY cộng 2. Qua câu B, đây là bài cộng hai phân thức cơ bản. Với bài này, ta chỉ cần quan sát mẫu thức chung thì ta thấy 6X trừ 3 là hai cái mẫu số như nhau nên ta làm mẫu thức chung. Như vậy ta chỉ còn lại tử, đó là 5x trừ 9. Ta sẽ cộng cho tử. Tử bên đây là 7x cộng 3. Sau đó ta chỉ cần rút gọn cơ bản. 5x cộng 7x là 12x. Trừ 9 cộng 3 là trừ 6. Tới đây ta xem rút gọn được hay không bằng cách ta đặt nhân tử chung. 6x trừ 3, còn đây 12x trừ 6. 12x trừ 6 ta thấy 2 làm thừa số chung được. Khi lấy 2 làm thừa số chung thì bên đây sẽ còn lại 6x. Khi lấy 2 làm thừa số chung thì bên đây là trừ 3. Như vậy tử có 6x trừ 3, mẫu có 6x trừ 3, ta tối giản, còn lại đáp án là 2. Câu C. Nâng cao hơn câu B thì câu C cũng là cộng các phân thức hữu tỉ. Tuy nhiên trước khi cộng về quy trình thì vẫn không khác gì câu B. Ta phải đặt nhân tử ở mẫu thức chung để ta đi tìm mẫu thức chung duy nhất. Thì 3x trừ 9x bình, ta thấy 3x làm nhân tử chung được. Sau khi lấy 3x ra làm nhân tử chung thì cái 3x này còn lại là 1. Dấu trừ hạ xuống là dấu trừ. 9 khi lấy ta ra 3 rồi còn lại 3x bình thì ta lấy x ra rồi còn x. Vậy là 1 trừ 3x. Tuy nhiên đây là 1 trừ 3x, còn đây là 3x trừ 1. Để cho giống nhau, ta sẽ đổi lại cho giống nhau. Đây là 1 trừ 3x. Thì đồng thời ta đổi dấu cộng thành dấu trừ. Như vậy cho mẫu giống là 1 trừ 3x. Tới đây, ta phát hiện mẫu thức chung là ai rồi đấy. Mẫu thức chung sẽ là một cái mẫu mà nó chia hết cho tất cả các mẫu còn lại. Thì ta phát hiện ra cái mẫu thứ ba này là cái mẫu có thể chia cho mẫu thứ nhất và chia cho mẫu thứ hai. Quy trình số 2 là ta đi tìm thừa số phụ. Cái mẫu thức chung này ta chia cho mẫu thứ nhất thì còn là 1 trừ 3x. Vậy là 1 trừ 3x chính là thừa số phụ. Vì vậy ta nhân tử cho cái thừa số phụ này. Đây ta nhân tử cho cái thừa số phụ 1 trừ 3x. Tiếp theo là toán trừ. Ta hạ dấu trừ xuống. Cái tử này ta xem coi nhân thừa số phụ với ai. Thì lấy cái mẫu thức chung 3x 1 trừ 3x, ta chia cho cái mẫu 1 trừ 3x này thì ta còn lại 3x, nên ta biết rằng ngay cái tử này sẽ nhân cho thừa số phụ là 3x.
Đây, nhân thừa số phụ là 3x. Tiếp tục, mẫu này chia mẫu này là 1 nên 2x trừ 2. 2x trừ 2 này, ở đây là dấu cộng, ta giữ lại dấu cộng. Ta lấy tử này, ta nhân cho 1, bởi vì thừa số phụ là do mẫu thứ chung này chia cho mẫu số này, thì ta còn thừa số phụ là 1. 2x trừ 2 mình nhân 1 vẫn là 2x trừ 2. Như vậy là ta đã xong được một cái bước, được gọi là bước tìm mẫu thức chung và tìm thừa số phụ. Qua quy trình thứ ba là ta chỉ cần nhân phân phối rút gọn cơ bản. Ví dụ ở đây là 1 trừ 2x, tất cả nhân cho 1 trừ 3x thì ta nhân phối phân phối như thế nào? Thì ta nhân phân phối là 1 nhân 1 là 1, 1 nhân trừ 3x là trừ 3x, trừ 2x nhân 1 là trừ 2x, trừ 2x nhân trừ 3x là dương 6x bình. Đây, trừ 2x nhân trừ 3x là dương 6x bình. Tiếp tục, 3x nhân cho trừ 2x là trừ 6x bình. Tiếp tục, trừ cho trừ 2 là dương 2, 2 nhân 3, x là 6x, bây giờ là cộng 6x. Rồi, ta hạ 2x trừ 2 xuống. Như vậy là dòng thứ nhất, ta đã nhân phân phối trọn vẹn. Qua bước thứ hai là ta sẽ rút gọn những cái con số mà liên quan tới bậc 2 trước. Thì bậc 2 ở đây là ai? Đó là 6x bình với trừ 6x bình là mất. Hết bậc 2 rồi, ta xuống bậc 1, trừ 3x với trừ 2x là trừ 5x. Trừ 5x với 6x là 1x, 1x với 2x là 3x. Ta tới hệ số tự do là những con số không chứa x, vậy là 1, trừ 2 là trừ 3. Vậy là 3x trừ 3. Ta xem có sai sót chỗ nào không nhé. Ta kiểm tra lại. Đầu tiên mẫu 3x chép lại, mẫu 3x trừ 1 ta đổi thành 1 trừ 3x thì ta đánh dấu trừ đằng trước, cộng thành trừ. Bên đây 3x trừ 9x bình, ta lấy 3x làm thừa số chung, bên trong là 1 trừ 3x. Như vậy mẫu thức chung sẽ là một cái mẫu chia hết cho 3 mẫu còn lại, vậy mẫu thức chung là 3x, tất cả nhân cho 1 trừ 3x. Bước tiếp theo ta tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu thức chung này chia từng mẫu số. 3x, tất cả nhân 1 trừ 3x mà chia 3x thì còn lại 1 trừ 3x, nên cứ tử 1 trừ 3x này, 1 trừ 2x này sẽ nhân thêm cho 1 trừ 3x. Tương tự cái mẫu này ta chia cho cái mẫu thứ hai thì còn lại dư 3x, nên cái tử 2x trừ 2 ta sẽ nhân thêm cho 3x. Tiếp theo, đối với cái mẫu thứ ba thì mẫu thứ chung chính là mẫu thứ ba, nên 2x trừ 2 sẽ nhân cho 1, nên còn lại là 2x trừ 2. Ta nhân phân phối 1 trừ 3x trừ 2x cộng 6x bình. Ta nhân phân phối đây là 6x bình, có dấu trừ là trừ 6x bình. Ta nhân đây là trừ 6x, trừ 6x thì trừ là cộng 6x. Hạ 2x trừ 2 xuống. Bậc 2, 6x bình trừ 6x bình mất. Bậc nhất, trừ 3x với trừ 2x là trừ 5x. Trừ 5x với 6x là 1x, 1x với 2x là 3x. Tiếp theo, hệ số tự do là 1 trừ 2 là trừ 1. À, chỗ này 1 trừ 2 là trừ 1. Như vậy ta thấy 3x trừ 1 dưới đây là 1 trừ 3x, nên kết quả ta lấy 3x trừ 1 ta chia cho 1 trừ 3x thì gọi là trừ 1 phần 3x, đó là kết quả cuối cùng. Bài số 2, phân tích hành nhân tử. Đầu tiên, câu A, x bình cộng 10x cộng 25 thì đây chính là một cái hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức đó sẽ là x cộng 5 tất cả bình. Hằng đẳng thức số 1, x cộng 5 tất cả bình, hạ trừ 4 y bình xuống. Tới đây tiếp tục là hằng đẳng thức số 3. Sẽ còn lại là trừ 4 y bình này ta có thể ghi là 2 y tất cả bình. 2 y tất cả bình. Đây. Như vậy hằng đẳng thức số 3 sẽ là x cộng 5 trừ cho 2 y. Đó là a trừ b nhân cho a cộng b. X cộng 5 trừ 2 y và x cộng 5 cộng 2 y. Đây là kết quả cuối cùng. Và phân tích hành nhân tử chúng ta có hai nhân tử. Qua câu B,
Đây, phân tích bài này. X mũ 3 trừ 3x bình cộng 6x trừ 18. Nhìn vào ta thấy có 4 hạng tử. Ta sẽ gom từng hạng tử một. Ví dụ x mũ 3, ở đây có x bình thì ta lấy nhân tử chung là x bình. Khi lấy nhân tử chung là x bình thì bên trong còn lại là x trừ 3. Đây x bình thì lấy ra đây là x trừ 3. Tiếp tục cộng 6x trừ 18 thì 6 với 18 ta lấy 6 làm nhân tử chung. Khi lấy 6 làm nhân tử chung thì bên trong còn lại x trừ 18 ta lấy 6 ra rồi thì còn lại 3. Lần thứ hai ta thấy x trừ 3 là nhân tử chung nên ta lấy trừ 3 làm nhân tử chung. Bên trong sẽ còn lại là x bình và bên kia sẽ còn là dư là cộng 6. Như vậy kết quả sẽ có hai nhân tử x trừ 3 tất cả nhân cho x bình cộng 6. Đó là kết quả bài 2. Bài 3. Bạn Minh đến nhà sách đem theo số tiền dự định mua đủ 16 quyển. Nhà sách giảm giá 20% cho tất cả các loại tập. Hỏi số tiền đem theo của Minh có thể mua được nhiều nhất, ở đây là khái niệm nhiều nhất, các bạn nhớ nha, nhiều nhất bao nhiêu cuốn vở. Bây giờ bạn đang muốn mua đủ 16 cuốn vở. Nhưng khi đến chơi, nhà sách có chương trình giảm 20% tất cả các loại tập. Với số tiền đem theo, như vậy là trong cái lời giải của bài số 3, ta không thấy một cái dữ kiện nào liên quan tới tiền của một quyển. Như vậy, cái gì chưa biết thì ta thử giả sử gọi x là giá tiền cho một quyển vở. Gọi x là giá tiền cho một quyển vở, đương nhiên là đơn vị là đồng. X này đơn vị là đồng. Như vậy số tiền dự định trả là vì mua đủ 16 quyển nên một quyển x đồng thì bạn đã phải trả 16 nhân x. Thì với số tiền phải trả là dự định là 16x. Tuy nhiên nhà sách đang có giảm 20%. Nhưng mà thực tế thì số tiền một quyển vợ là vì giảm giá 20% nên số tiền cho một quyển chỉ còn là x nhân cho 100% trừ đi 20%. Như vậy số tiền thực sự chỉ còn là x nhân 80% là 0,8 nhân x. 100% trừ 20% là 80%. 80% là 80 chia 100 là 0,8, như vậy là 0,8x. Thực tế số tiền một quyển vở là 0,8x. Bây giờ số tiền dự định trả là 16x. Còn thực tế một quyển vở chỉ có 0,8x thôi. Thì các em suy nghĩ coi, bạn đã mang đi là 16x đồng mà thực tế là chỉ có 0,8x đồng thì làm toán gì để tìm ra số quyển vở bây giờ? Thì đó là một quy tắc tam suất cơ bản. Đây là số tiền, đây là thực tế của một quyển tập nên số quyển tập cần mua là ta lấy số tiền đang có trong tay, đó là 16x, ta chia cho một quyển tập là 0,8x. Thì ta lấy máy tính ta bấm 16 chia 0,8. X này chia x này là hết rồi nên chỉ cần lấy 16 chia 0,8, bấm dấu bằng. Như vậy là kết quả là bằng 20. Số quyển tập nên 20 này đơn vị là 20 quyển. Như vậy mình sẽ trả lời là số tiền đem theo Minh có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở. Thì ta sẽ trả lời là vậy, Minh có thể mua được nhiều nhất 20 quyển vở. Theo dự định mua 16 quyển, nhưng vì tiền dư ra
Nên ta lấy tổng số tiền dư ra đó, ta chia cho số tiền một quyển thực tế, thì ta ra được số quyển cần mua. Bây giờ đặt trường hợp khi em chia 16x chia 0,8x mà ra một số lẻ. Ví dụ ra 20,1. 20,1 thì số quyển tập bạn mua nhiều nhất cũng chỉ có 20 quyển thôi. Ví dụ 2, nếu 16x chia 0,8x gì đấy mà ra hơn con số khác như là 20,9 thì bạn cũng chỉ mua được tối đa 20 quyển thôi. Tại vì ta không thể nào nợ tiền nhà sách được, nên số tiền dư thì mang về. Nhưng 16x chia 0,8x là tròn 20, nên bạn này chỉ mua tối đa được 20 quyển. Đó là kết quả bài 3. Bài 4. Bây giờ có hai khu dân cư A và B, hình ảnh ở đây. Hai khu dân cư A và B. Với hai khu dân cư này đang nằm về cùng một phía. Ta đang có một cái dòng sông, thì dòng sông này đang có hai cái bờ. Bờ bên trên và bờ bên dưới. Bây giờ ta phải để trạm xử lý nước nào ở vị trí trên bờ sông, Vậy đây là bờ, có hai bờ. Mà quan trọng là hai để cho độ dài đường ống, độ dài đường ống ngắn nhất. Độ dài đường ống dẫn nước từ đó đến hai khu dân cư là ngắn nhất. Như vậy qua cái câu hiểu, câu chuyện của bài tập này thì các em nhớ có một cái dạng toán được gọi là dạng toán xây cây cầu ở Pháp. Với dạng toán này thì các em chú ý nó có hai tình huống. Đây các em quan sát hai tình huống. Tình huống 1, đây giả sử đây là một cái bờ sông đặt tên là đường thẳng D. Đây là hai khu dân cư A và B. Đây là khu A. Đây là khu B. Đây tôi đang nói là tình huống nhất. Hai khu dân cư nằm khác phía so với đường thẳng D. Đây là tình huống 1. Thì các em quan sát, ta sẽ xây một cái cầu nào ở trên đường thẳng D để cho cái khoảng cách từ A tới B là ngắn nhất. Thì chắc chắn cái cầu đó phải nằm ở đây. Cầu nó phải nằm ở đây. M. Cái vị trí M nằm đây thì chắc chắn sẽ là cái đường đi từ cây cầu tới khu dân cư A và đường đi từ khu cây cầu đến khu dân cư B là ngắn nhất. Bởi vì nếu giả sử ta có M phết nằm đây thì ta chưa biết cái cầu này nằm đây có là vị trí ngắn nhất hay không. Thì ta sử dụng một kiến thức bất đồng thức tam giác của lớp 7. Đó là M phết A cộng M phết B thì lớn bằng AB. Mà đây lớn bằng AB thì khoảng cách AB luôn luôn không đổi rồi. Nên để cho ngắn nhất thì dấu bằng phải xảy ra. Mà dấu bằng xảy ra thì M phải này, đây càng ngày càng dài ra thì chưa chắc là ngắn nhất. Vậy muốn ngắn nhất thì M phải bị trùng với M. M phải mà trùng với M thì cái đường đi từ thành phố A và thành phố B đến cái cầu nó sẽ là ngắn nhất. Đây là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai, là hai khu dân cư nằm cùng phía, nằm cùng phía so với đường thẳng D. Đây nằm cùng phía, hình ảnh ở đây. Đây cũng là đường thẳng D. Đây hai khu dân cư AB. Đây là A. Đây là khu B. Thì hai thành phố AB này đang nằm về cùng một phía. Thì cách làm tương tự như trên. Vì cách làm tương tự nên buộc lòng ta phải xây dựng một thành phố ảo, là một thành phố đối xứng
Ví dụ tôi xây dựng thành phố ảo Apex đối xứng với A qua đường thẳng D. Vẽ một việc mà đối xứng là các em chỉ cần vẽ ra một đường vuông góc. Đây, vuông góc. Rồi sau đó em cho D là đường trung trực của cái đường đó. Ta dựng một cái compa xoay qua thì chắc chắn cái chỗ này sẽ là Apex đối xứng với A qua đường thẳng D. Đây là câu chuyện đối xứng với A qua đường thẳng D. Đây, đối xứng. Như vậy chắc chắn 100% cây cầu của chúng ta phải nằm đây là ngắn nhất. Đây, cây cầu nằm đây là ngắn nhất. Tại sao cây cầu nằm đây là ngắn nhất? Bởi vì muốn ngắn nhất thì MA cộng MB giống như bài này cũng phải là ngắn nhất. Mà MA cộng MB thì ta đổi thành là MA phết cộng cho MB. Tại vì MA bằng MA phết theo tính chất đối xứng qua đường trung trực. Chính vì vậy MA cộng MB chính là MA phết cộng MB. MA phết cộng MB lớn nhất thì giống như tình huống 1, nó phải nằm trên cái đường thẳng giao nhau giữa A phết B và đường thẳng D. Ta quay lại bài toán gốc. Bây giờ hai thành phố AB nằm về cùng một phía so với bờ sông thì đó chính là hình ảnh tình huống 2. Thì với tình huống 2 này thì ta phải xây dựng một cái trạm xử lý nước ở trên bờ. Trên bờ thì coi như đây là một cái bờ, bờ bên cùng dòng sông so với hai thành phố, còn bờ bên đây là khác. Nên ta phải xây một cái trạm ở ngay trên bờ, ngay dòng sông này. Với cái trạm này thì chắc chắn nó giống như tình huống số 2, là em phải xây dựng một cái thành phố A phẩy. Đây, bài giải. Em phải xây dựng một thành phố A phẩy đối xứng với A. A phẩy, ở đây dùng A phẩy. A phẩy B. Trong đó A phẩy là điểm đối xứng của A qua bờ sông D. Nếu ta giải thích thì ta giải thích như sau. Ta có MA cộng MB thì ta đổi thành là MA phẩy cộng MB. Tại vì MA bằng MA phẩy. Mà MA phẩy cộng MB thì lại lớn hơn hoặc bằng A phết B. Ở đây là sử dụng tính chất do MA bằng MA phẩy tính chất đường trung trực và bất tần suất tam giác. Mà A phẩy cố định, A cố định suy ra A phẩy cũng cố định. Do đó A phẩy B không đổi. Vậy MA phẩy cộng MB ngắn nhất khi dấu bằng xảy ra. Hay M nằm trên A phẩy B. Do đó M là giao điểm của A phẩy B và đường thẳng D. Trạm xử lý nước ở vị trí giao điểm A phẩy B. Đây, giải thích. Trạm xử lý nước, đây là M. Soi bờ sông này là D. Bờ sông này D. Như vậy, ta đã xử lý xong câu số 4. Nói lại lần 2. Đầu tiên, ta muốn tìm trạm xử lý nước ở vị trí nào trên bờ sông, thì cái trạm xử lý nước này ta đặt tên là M. Bước thứ nhất là ta xây dựng một thành phố ảo. Ở đây AB, ta đây là AB như nhau nha.
Ta xây dựng một thành phố ảo AFES đối xứng với A và D. Vậy ngay từ đầu là gọi AFES là điểm đối xứng của A qua đường thẳng D. Bước thứ hai là ta sử dụng tính chất đường chung trực và bất đơn thức tam giác để nói rằng MA cộng MB lớn bằng A'B. Mà A'B không đổi nên MA cộng MB ngắn nhất khi dấu bằng xảy ra. Muốn dấu bằng xảy ra thì MA cộng MB, hay nói cách là MA phải cộng MB phải bằng A'B. Mà muốn bằng A'B thì M nằm trên A'B. Như vậy chạm xử lý M ở vị trí giao điểm của A'B với bờ sông D. Trong đó A phải là điểm đối xứng của A qua bờ sông D. Thì đây sẽ là để độ dài cho đường ống dẫn nước từ đến hai khu dân cư là ngắn nhất. Qua bài tập này thì có thể mở rộng ra một tình huống 3. Tình huống 3 này thử thách một số em học sinh để các em thử xử sức như thế nào. Giờ hai khu dân cư nằm thì cũng khác phía thôi. So với bờ sông D chứ không phải là đường thẳng nữa. Bờ sông D, và ta sẽ dựng cây cầu. Cây cầu này là vuông góc với sông, vuông góc với dòng sông. Đây là tình huống 3. Và hình ảnh nó sẽ là như sau. Đây là sông. Đây là dòng sông. Đây là dòng sông nha. Đây là thành phố A. Đây là thành phố B. Rồi. Ta xây dựng cái cây cầu nằm ở đâu? Đây cây cầu. Cây cầu là song song với dòng sông. Đây là cây cầu. Cây cầu nằm ở vị trí nào thì để cho người dân đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất. Lúc này tôi nói cây cầu là hình chữ nhật nha, hình chữ nhật. Đó, cây cầu nằm ở đâu? Đây là cây cầu. Cây cầu nằm ở vị trí nào? Đó, các em quan sát cầu nằm ở vị trí nào thì khoảng cách AB là ngắn nhất. Đây là câu hỏi của chúng ta, cầu nằm ở vị trí nào? Đây là ba tình huống. Rồi, các em suy nghĩ câu đó nhé. Bài số 5. Cho tam giác ABC, ABC vuông tại A có trung tuyến AM. Lấy D là điểm đối xứng của A qua M. Chứng minh ABDC là hình chữ nhật. ABDC là hình chữ nhật. Thì câu A ta dùng dấu hiệu gì bây giờ? Muốn chứng minh ABDC là hình chữ nhật thì ta sẽ chứng minh nó là hình bình hành có một góc vuông. Vì sao nó là hình bình hành? Thì ở đây ta thấy ABDC có tính chất M là trung điểm của AD và M cũng là trung điểm của BC, nên ABDC là hình bình hành, góc vuông đó chính là góc A. Câu B, từ M kẻ ME vuông góc với AB, từ M kẻ ME vuông góc với AB tại E. F là điểm đối xứng của M qua E. Chứng minh tứ giác AMBF là hình thoi. AMBF là hình thoi. AMBF là hình thoi, ta dùng dấu hiệu gì? Là ta dùng dấu hiệu hình bình hành có hai đường chéo vuông góc. Tại sao AMBF là hình bình hành? Thì đầu tiên T
Từ M ta kẻ ME vuông góc với AB. Thì kiến thức này chắc chắn E là trung điểm AB. Tại vì ABDC là hình chữ nhật thì MB bằng MA. Thì tam giác BMA là một tam giác cân có đường cao thì đồng thời là trung tuyến nên E là trung điểm AB. Vì F là điểm đối xứng của M qua E nên E là trung điểm FM. Nên hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường thì đó là hình bình hành. Hai đường chéo vuông góc đã đề cho nên nó là hình thoi. Câu 3. Lấy điểm Y thuộc EF. Đây Y thuộc EF bất kỳ. Qua M vẽ đường song song với BI, ta nối BI lại, vẽ đường song song. Cách AC tại K, đây là điểm K. Chứng minh AM bằng KI, đây AM bằng KI. Khi ta nối AM và KI, ta phát hiện ra AKMI có khả năng là hình thẳng cân. Nên ta dùng dấu hiệu chứng minh nó là hình thẳng cân. Tại sao nó là hình thang? Thì hồi nãy ta thấy MF song song với KA là do cùng vuông góc với AB nên đây là hình thang. Bây giờ cân là có hai góc kề một đáy bằng nhau. Như vậy ta phải chứng minh nó có hai góc kề một đáy bằng nhau thì nó là mình hình thang cân. Hình thang cân mới kéo ra được hai đường chéo bằng nhau, AM bằng IK. Bây giờ ta chọn hai góc kề một đáy nào? Thì ở đây có hai góc kề một đáy. Nếu ta nối IA lại thì đó là góc AIM. Ta phải chứng minh bằng với góc IMK. Đây là hai góc kề một đáy bằng nhau. Làm sao chứng minh được góc AIM? Thì ở đây ta phải tận dụng một cái kiến thức. Song song đó là BI, song song MK ta phải xài. Như vậy ngay từ đầu là góc IMK, IMK so le trong với góc BIM, BIM đây so le trong. Nên ta chỉ cần chứng minh góc AIM bằng góc BIM là xong. Thì vừa rồi ta đã chứng minh được BFA M là hình thoi. Đây hình thoi. Nên cái FM này nè, nó sẽ là đường phân giác, cũng đồng thời là đường trung trực trong tam giác BFA. Vì FM này là đường trung trực của trong tam giác BFA nên Y nằm trên đường trung trực. Vì Y nằm trên đường trung trực nên thành ra IB cũng bằng IA. IB bằng IA thì tam giác BIA là một tam giác cân. Có IE là đường cao thì góc BIE sẽ bằng góc AIE, do trong tam giác cân đường cao là đường phân giác. Nên sau khi BIE bằng với IMK là sao lê trong thì ta chứng minh được hai góc kề đáy AIM bằng góc KMI. Nên hình thang có hai góc kề đáy bằng nhau là hình thang cân. Từ đó kéo theo hai đường chéo bằng nhau. Qua 5 bài tập của đề thử sức lần thứ 12 thì cái sự khó khăn của các em nó rơi vào bài số 4, các em chưa quen. Tuy nhiên bài số 4 có một câu chuyện lịch sử là xây dựng cây cầu Bến Pháp. Nói về hình phẳng thì cái đường thẳng D là cái bờ gần với thành phố A và thành phố B nhất. Thì ta giải giống như cái bài giải mà nãy giờ tôi trình bày. Đó là xây dựng một thành phố ảo. Rồi từ đó ta dùng bất định thức tam giác thì ta xác định được cây cầu nằm ở đâu. Thì cây cầu này chính là cái trạm xử lý nước. Tuy nhiên để cho học sinh có độ khó hơn, để dành cho những học sinh có tư duy tốt hơn trong vấn đề xử lý những bài tập về hình bình hành và hình chữ nhật, thì tôi sửa lại một cái đề để các em làm một cái bài 4 bis để các em xem thử sức mình nhé. Bây giờ câu hỏi là vậy phải để trạm xử lý nước ở vị trí nào trên bờ sông? Thì tôi sửa lại là vậy phải xây dựng cây cầu là hình chữ nhật, ở vị trí nào trên bờ sông để độ dài khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B tới cây cầu là ngắn nhất. Như vậy sẽ đổi qua liên quan tới hình chữ nhật và hình bình hành. Các em suy nghĩ câu đó nhé. Còn bài 5 lần này thì không khó lắm. Hy vọng các em xử lý tốt của đề lần 12 và rút kinh nghiệm cho đề lần thứ 13. Thầy chúc tất cả các em thành công.